Lý do gì khiến người đàn ông đi ngoại tình nhiều nhất? Phụ nữ cho thiếu. Thiếu quan trọng nhất là thiếu về tình dục. Người phụ nữ Việt Nam họ luôn luôn đưa cái được gọi là công dung ngôn hạnh lên đầu. Thì chính những cái gì được gọi là rào cản của văn hóa biến người phụ nữ trở thành tự ti, trở thành một cái người mà phải theo một cái khuôn khổ công dung ngôn hạnh là mình phải ngoan ngoãn một cách tuyệt đối, làm cho cái chuyện vợ chồng trên giường hoặc là bước xuống giường nó không còn hứng thú. Ở với một người phụ nữ nó quá công dung ngôn hạnh, nó quá khuôn khổ, nó sẽ rất nhàm chán. Vậy thì yếu tố thứ hai đó chính là nhàm chán trong cuộc sống. Yếu tố thứ ba đó là một cái gì đấy được gọi là áp đặt. Tất cả phụ nữ khi lấy chồng đa số chúng ta sẽ coi đó như là thằng con thứ đầu tiên của chúng ta, và chúng ta sẽ áp đặt theo kiểu là tại sao anh không về sớm, tại sao lúc em nấu cơm anh lại gác chân lên coi tivi, tại sao anh mặc đồ xong không anh chơi, anh không chịu đi dọn vô máy giặt, và rất nhiều cái tại sao và tại sao. Cái sự áp đặt từ những cái việc lặt vặt và chúng ta đem não bộ của phụ nữ ra chúng ta so sánh với đàn ông, sau đấy chúng ta thất vọng, chúng ta gào thét, chúng ta chửi rủa, chúng ta tạo cho nhau một cái không khí trong gia đình rất tệ. Điều này đẩy người đàn ông muốn đi tâm sự, muốn đi tìm một người bạn tâm sự để chia sẻ, ơi vì cuộc sống hôn nhân của mình nó bế tắc quá. Đó là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân cuối cùng nữa đó là phụ nữ chúng ta quá giỏi. Phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng, việc giỏi nhất của các bạn làm đó là các bạn hy sinh cả một cuộc đời các bạn để ở nhà. Và các bạn như một cái nồi cơm điện, lúc nào trong cơm bạn cũng xuất hiện ở đấy. Bạn biến chính hình ảnh của bạn trong mắt của người đàn ông đấy như một vật dụng, lúc nào bạn cũng có sẵn. Và người đàn ông thì họ như một con thú săn mồi, họ có nhu cầu đi săn. Nên khi họ cảm giác một điều rằng với em họ không cần săn cái điều gì cả, bởi vì lúc nào em cũng có sẵn trước mắt họ rồi, họ cảm thấy nhàm chán và họ muốn chọn một con mồi khác. Hãy hiểu tâm lý đàn ông. 2. Hãy hiểu tâm lý mình. 3. Hãy nói ra những gì mình muốn. Và điều quan trọng, hãy giữ lại những điều thật đẹp. Bởi vì sau khi mình đã làm đúng hết tất cả mọi cái, chưa chắc người đàn ông đó đã tuyệt vời lên. Bởi vì sao? Mình điều khiển được mình, còn người đàn ông đó họ phải điều khiển bản thân họ. Đúng không? Vậy thì mình cứ làm đúng, mình cứ đẹp dần lên. Khi mà người đàn ông đó họ vẫn không có gì thay đổi thì lúc đấy mình cảm thấy là rõ ràng anh ấy không xứng đáng với mình. Mình nên chọn lại. Chỉ có thế thôi.